Sau nhiều năm tích lũy, chị Ngọc đã quyết định mua một căn biệt thự ở phía Nam Hà Nội. Theo đánh giá của chị, vì mới đầu tư phát triển mấy năm nay, nên mức giá ở khu vực này còn khá mềm so với các quận khác. Mật độ xây dựng nhà ở đây thì ít hơn so với các dự án khác ở trung tâm. Đường xá đi lại thì cũng tốt hơn trước rất là nhiều, thông với nhiều cửa ngõ và thông với các nhiều tuyến đường lớn. Hiện tại khu vực phía Nam thành phố, hàng loạt các tuyến giao thông trọng điểm đang được triển khai, như một phần của tuyến trên cao vành đai 2, đường Tam Trinh mở rộng gấp đôi, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm sau. Ngoài ra, Hoàng Mai còn có lợi thế mặt hồ nước tự nhiên lớn với hơn 1.000 ha. Kêu gọi đầu tư đối với những cái dự án khu công viên lớn như là công viên Yên Sở, rồi công viên Đền Lừ thì chúng tôi cũng đã phát triển được những khu đô thị có cảnh quan rất là đẹp. Khi mà hạ tầng giao thông được hoàn thành, khu đô thị thì nó cũng được phát triển theo đồng bộ với cả những cái trường học cũng như là trạm y tế để nâng cao đời sống nhân dân khu vực. Hạ tầng phát triển đã kéo theo hàng loạt dự án biệt thự cao cấp được xây dựng tại Hoàng Mai như Carnation Villa, Azalea Homes tại khu đô thị Gamuda Garden. Điểm chung của các dự án là tận dụng không gian xanh và mặt nước. 15 năm trước, ở đây vẫn là khu vực chậm phát triển, nhưng nay nhờ hạ tầng giao thông cũng như xuất hiện của các khu đô thị mới đã giúp thay đổi hoàn toàn. Giá trị bất động sản ở phía Nam Hà Nội đã tăng gấp 3 lần giá trị cũ của nó. Sự kết hợp cân bằng giữa khu đô thị và các tiện ích đã làm tăng nhu cầu mua nhà của người dân địa phương và cả người nước ngoài. Theo báo cáo gần đây của công ty Saview Việt Nam, quỹ đất ngày càng thu hẹp, số lượng các dự án biệt thự, nhà liền kề gần trung tâm đang trở nên khan hiếm. Như trong quý 3 vừa qua, chỉ có vỏn vẹn 250 căn biệt thự, nhà liền kề được đưa ra mở bán. Các sản phẩm biệt thự ở phía Nam Hà Nội với hạ tầng đang phát triển được các chuyên gia dự đoán sẽ làm nóng thị trường dịp cuối năm này.